Rồi, chào các bạn, bạn bè và quý vị xem cái video này. Bữa nay mình cho quý vị thấy cái chai mận của nước Úc này nó ra sao. Thì mình tuy nhiên cái mình biết cái loại mận ở bên Việt Nam nó ra sao rồi. Nó có loại đỏ, loại hồng và loại trắng. Đó, mà nó lớn lắm. À, mà so sánh với cái trái mận của nước Úc này á thì sự thật là nó xíu à. Đó, quý vị thấy nè. Để mình zoom gần cho các bạn thấy. Đó là trái mận của nước Úc này. Nó tựa như trái cherry. Đó, khoảng chừng lớn bằng một cái trái cherry của mình. Đó, mà nó ngọt. Mà sự thật là nó không có ngon bằng trái mận của Việt Nam mình. Mình đây quay cho các quý vị thấy ra sao. Đây mình để cái bàn tay kế để cho các bạn thấy là nó còn chừng bao lớn. Nó không có lớn. Sự thật là rất là nhỏ chứ không có lớn. Để mình bẻ vài trái để mình lấy lên cho các bạn thấy. Nó có chùm vậy đó. Lên nó trùng như vậy đó. Cái cây nó cũng lớn lắm. Cây tự như lớn như bằng cây chanh vậy đó. Đó. Mà trái thì phải lớn thôi. Rất là nhiều trái. Ra trùng trùng như vậy đó. Đó. Dưới đây thì mình có thấy hai trái nó rụng rồi nè. Mình lấy lên cho các bạn thấy. Đó. Mà lớn đó. Mình lấy hai một trái đẹp đẹp cho các bạn thấy. Gần. Cái này ok nè. Cái này ok nè. Mình zoom mở gần cho các bạn thấy. Đó, chất mạnh. Chất mạnh của Úc đó. Bên đây nó bị chà một chút. Để bây giờ mình cắn một cái để các bạn thấy phía trong nó ra sao. Ok, giờ mình cắn một cái. Các bạn thấy không? Trong như vậy đó. Có một cái hộp. Xung quanh là cái trái đó mình ăn được. Ăn cũng ok. Tuy nhiên là không có ngon bằng trái mận của bên Việt Nam mình. Đó, mà nó cũng là trong cái dòng của loại mận. Ăn cũng ok. Cái này là loại này là người thổ dân ở bên nước Úc này, là người da đen ở bên nước Úc này đó. Là người ta nếu mà đi trong rừng sa mạc đó mà không có đồ ăn á, không có nước uống á, thì người ta hái cái trái mận này người ta ăn để có chất nước vào cơ thể để mình sống được. Mình cắn nữa, cắn cái nữa. Các bạn thấy. Bằng trái cherry thôi, không có lớn, nhỏ xíu, hộp rất là nhỏ. Rồi, cắn một cái nữa. Cái hộp này nè. Nhỏ xíu vậy đó. Ăn ok thôi. Như sự thật không ngon bằng mặn ở bên Việt Nam. Ăn ok. Đó, mình quay cái này cho các bạn thấy loại mặn
ở bên nước Úc này ra sao. Này mình quay gần lại cho các bạn thấy cái trái mạnh của Úc này, nó còn non, lúc nó còn non đó, nó giống như vậy đó, nó tựa như cái mạnh bên Việt Nam thôi, nó còn non đó, cái bông sẽ rụng rồi, đó là trái này là trái non, vài tuần nữa nó sẽ tự tự như lớn như mấy trái kia. Đó. Tiếng Anh của trái này là nó gọi là Lily Pili, đánh vần là L I L L Y, Pili là P P phở I L L Y, đánh vần phát âm là Lily Pili. Quay cho các bạn thấy. Ok, bye bye.